Vừa đâu vậy? Đây em vừa đi hàng cho anh Dũng. Rồi tát vào mồm cho con Poco rồi sao? Đây. Tiền thừa đấy á? Tiền thừa thế. Mình vừa đi mua con Poco Phone F2 Pro nha các bạn. Mua bằng tiền của mình chứ không phải là các bạn lại kêu là đi mượn đâu. Đây. Bên DG World đây, mình mua là xuất hóa đơn đỏ cho công ty để còn bù lại một tí thuế má các thứ. À em cần anh Tú về công ty là Văn Tú Media mà. Tôi đâu ạ? À chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc điện thoại này. Khôi, quay. Ok, quay rồi. Đây là chiếc Pocophone F2 Pro. Mình không làm mở hộp ở trên vật vào studio nữa bởi vì bây giờ mà làm mở hộp thì khác gì mẹ thằng điên đâu. Mình khổ lắm các bạn, mượn máy không được, giờ phải đi mua tận bây giờ mới có hàng. Đây màu gray 8GB 256. Rồi. Ngoài ra mình đang có đây Xperia 1 Mark 2. Đấy, mình sẽ so sánh hết cái này. Ở đây nó có cái dòng chữ rất là thốn là dễ dàng truy cập vào những ứng dụng Google mà bạn hay sử dụng nhất. Đấy. iPhone sao không có cái dòng đấy nhỉ? Rồi ok. Rồi ok, ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc điện thoại này. Wow. Sao chẳng cái siêu đi. 4700 mAh. Làm gì? Em thích giữ siêu. Thật á? Thật. Thế mày phá ấy của bao nhiêu em rồi? Ai mà đếm được, giữ ở nhà chứ. À, hóa là Khôi là lấy tờ ring sau để ở nhà các bạn. Tao sẽ mách con Thảo nghỉ không mày? Yên tâm, lại này sẽ bị cắt đi thôi. Ờ, cái phẩm này là mày edit đâu. Các bạn ơi, Khôi sợ nghỉ vãi tẻ ra luôn các bạn. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Rồi, đây mình đang có Pocophone F2 Pro. Giá màn hình sẵn rồi. Đây. Mày phải để giá màn hình này bởi vì là mấy thằng này dùng phá lắm. Củ sạc này chắc 33W. Củ sạc 33W nha các bạn. Và đây là Sony Xperia 1 Mark 2. Đâu? Cầm cảm xúc khác nhau hẳn ạ. Con Sony cầm vào trong công nhận cao cấp vãi trưởng. Tại vì con này giá 30 triệu nha các bạn. Con này giá chỉ còn khoảng... chưa bằng một nửa. Hôm trước ông nào ghi 33 cơ mà. 33 chắc bản màu đen. Vãi trắng là còn đắt hơn đen á. À, rẻ hơn đen. Trắng hơn đen. What the hell, màu trắng đẹp hơn mà. Anh kia bảo là trắng phải đăng ký với nhà mạng các thứ. Còn con màu trắng có thể mua đứt được mà. Anh kia bảo là trắng phải đăng ký với nhà mạng các thứ. Còn con màu trắng có thể mua đứt được. Trắng là phải đăng ký. Nhưng không. Trắng mua đứt được. Đen đăng ký, màu trắng mua đứt. Rồi, đây, để các bạn xem. Hai con flagship đều chạy 865 của chúng ta. Một con thì ngôn ngữ thiết kế của Nhật Bản vì thế nó trông nó nghe như không phải bằng kính nhỉ? Ờ, dã man rồi. Nhưng tất nhiên nó là kính các bạn, nhưng âm thanh nghe buồn cười lắm. Mà gõ vào là nó rung toàn bộ khung viền luôn này. Gõ cái nó rung ra tay các bạn cảm nhận được luôn, khá hay. Làm cực kỳ là nam tính, trong khi nó có Poco thì các bạn nhìn thấy là trông nó bo cong rất là nhiều nhỉ. Trông bo quá, màn hình thì Sony thì cực kỳ dài. Rất là dài và trông độ dài hiển thị của nó cũng sắc nét hơn. Mình tin là màn hình của nó sẽ hơn chiếc Poco này. Nhưng tại sao mà Poco có thể bán chính hãng Việt Nam và tin chắc là nó vẫn sẽ có nhiều người mua hơn? Bởi vì sao? Mức giá hợp lý, cấu hình từ khủng và mua về để hỗ trợ chơi game các thứ. À, mặt lưng con này không phải mặt lưng kính ấy mà nó là được làm hơi mờ nhẹ, sờ vào rất là thích, kiểu giống các bạn sờ mặt lưng con iPhone ấy, khá hay. Còn đây là mặt lưng kính hoàn toàn, nó sẽ như này, các bạn thấy khác nhau ạ. Poco Phone thì bây giờ review sẽ làm bài test hiệu năng và so sánh cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video đó. Các bạn nào tưởng mượn mà dễ à? Con này ấy, chỉ cho mượn ở bây giờ là mấy giờ? Từ lúc 10:30 cho đến 5 giờ chiều nay họ sẽ qua lấy. Đấy. Con này thì không có một chỗ nào cho mượn. Không có một chỗ nào cho mượn và bắt buộc là phải mua về để làm. Đó. Thế những ông nào mà bảo là review sớm lắm, kênh to khé muốn gì cũng được. Gắn tiền quảng cáo này, được mượn máy này, muốn gì cũng được. Quạt 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 quạt. Nghe khó chịu hết luôn. Xem hay survive, xem hay survive, xem hay survive, xem hay survive, xem hay